Xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Mai Mít Ước. Kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn ngày mới tràn đầy niềm vui và nhiều sức khỏe. Từ nào giờ em có nghe mọi người nói trứng gà nướng làm ăn rất là ngon. Cho nên hôm nay em sẽ làm cái món ăn vặt bằng trứng gà nướng. Là em có 10 quả trứng gà, ít tắc, ít rau răm, ớt, nửa muỗng đường, nửa muỗng nước mắm, nửa muỗng hạt nêm và nửa muỗng tiêu. Xin mời quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng vào bếp sơ chế nguyên liệu với em nha. Khi trứng gà mình mua về thì mình rửa cho thật là sạch. Trứng gà nó có hai cái đầu, một cái là đầu lớn, một cái là đầu nhỏ. Thì mình sẽ lựa cái đầu lớn, mình sẽ đập nha. Mình đập nhẹ nhẹ thôi. Xong mình sẽ gỡ ra như vậy. Mình gỡ ra xong rồi mình sẽ dùng chiếc đũa, mình sẽ quấy. Để mình đổ cái trứng gà ra cho nó dễ. Xong cái vỏ thì mình sẽ vẫn giữ lại nha. Tại vì á, mình đặt cho nó khéo khéo để mình giữ cái vỏ nguyên lại. Để một chút nữa mình sẽ đổ cái trứng ngược vào trong đó. Sẽ quậy. Mình sẽ đổ ra cho nó dễ. Còn cái vỏ trứng gà thì bây giờ mình sẽ đi rửa lần trăm cho nó sạch. Xong mình úp xuống. Bởi vậy nên mình phải quét cái lỗ nó hơi khéo khéo để chút nữa mình làm xong mình sẽ đổ ngược lại trong đây. Khi mình đã rửa xong thì mình sẽ úp ngược nó xuống như vậy nè. Tiếp theo đó thì mình sẽ cho đường, nước mắm, hạt nêm. Tất cả mình cho vào xong mình sẽ khuấy cho nó tan đều lên. Còn tiêu thì một chút mình sẽ cho vào sau. Tại vì bây giờ mình đánh cho tan ra xong rồi mình sẽ rây lại đi một lần nữa. Bây giờ trứng của mình đánh ra cũng đã tan rồi nè. Giờ mình sẽ rây, dùng cái rây để mình rây. Tại mình rây qua như vậy nè. Tại vì nhiều khi cái lúc nãy mình bóc cái vỏ trên tàu trứng đó, sợ nó còn mấy cái vỏ trứng cho nên mình rây lại.
Đây cái này nó hơi khó xíu nhưng mà mình chịu khó chút thì nó sẽ xong thôi. Giờ mình cũng cho nó gây xong rồi nè. Cái tô trứng mình cũng đã gây xong. Xong mấy chị dùng cái nồi, xong mấy chị cho nước vào. Sau đó mình sẽ cho mấy cái vỏ trứng gà lúc nãy mình vào. Nếu như mà nhà mấy chị có cái chung á thì mấy chị để cái chung. Còn nếu như mà không có á thì mình tìm cái nào mà mình để cho mấy cái trứng gà này nó đứng vững là được. Tại vì một chút nữa á, mình chăm vô, chăm cái trứng lúc nãy mình đã khuấy rồi á, vào. Mấy chị sẽ chăm vô. Nhưng mà mấy chị chăm vừa vừa thôi nha, đừng có chăm đầy quá, tại vì một chút nữa cái trứng nó chín nó sẽ sợ nó sẽ trào lên, cho nên mình chăm vừa vừa thôi. Rồi xong rồi lúc này á mình sẽ gắp một ít tiêu lên trên cái mặt trước.
Giờ mình sẽ đẩy nắp dung lại và mình bắt đầu bắt lên bếp và hấp. Giờ bật bếp lên mình hấp nha. Khi mà mấy chị hấp thì mấy chị nhớ thường xuyên xả hơi nha, để cho cái trứng của mình nó đừng có trào ra khỏi cái vỏ trứng nha. Nếu cả nhà mà muốn hấp trứng nó không có bị trào ra ngoài thì mình sẽ, khi mà sôi lên mình xả hơi một vài lần đó, thì mình sẽ dùng cái chiếc đũa mình kê như vậy nè, để cho hơi nó thoát ra ngoài bớt thì cái trứng mình nó sẽ không có bị trào ra ngoài. Một thời gian đó, thì cái trứng hấp của mình cũng đã chín rồi nè cả nhà. Nhưng mà cả nhà rút kinh nghiệm nha, đừng có chế đầy giống như em, chế lưng lưng ở dưới thôi, chế đầy giống như em nó hơi nhô lên và nó tràn ra. Mọi người hãy rút kinh nghiệm nha. Bây giờ cái trứng hấp của em cũng đã chín rồi, thì bây giờ em sẽ cho cái trứng vào cái mâm để em bật bếp lên em nướng. Nếu như mà chị nào có lò nướng thì mình sẽ bỏ vô mình nướng sơ qua là cái trứng mình sẽ dùng được nha. Lúc này cái trứng nướng của em cũng đã xong rồi nè, em sẽ bày ra cái mẹt. Khi mà đã bày trứng ra cái mẹt rồi thì mình sẽ đi làm muối tiêu chanh. Cái món này, trứng gà nướng này mình sẽ chấm với muối tiêu chanh rất là ngon luôn. Mấy chị làm món muối tiêu chanh, mấy chị muốn ngon thì mấy chị thấy cho vào một ít đường. Nhưng mà cái muối tiêu chanh này mình làm với tắc thì nó sẽ ngon hơn làm với chanh nha. Mấy chị hãy làm thử theo cách của em đi, rồi mấy chị sẽ cảm nhận được cái vị nó ngon lắm. Chén muối tiêu chanh cũng đã làm xong rồi, thì bây giờ muốn hấp dẫn và ngon hơn nữa thì em sẽ cho vào một ít ớt. Và em sẽ lột thử một cái trứng gà nướng cho quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem nha. Bây giờ em sẽ tra một ít muối tiêu chanh lên cái trứng. Hấp dẫn vô cùng luôn. Xin mời quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn cùng thưởng thức món trứng gà nướng với em. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo. Bye bye.